Xin kính chào toàn thể các bác trên mọi miền tổ quốc nha. Hôm nay em thành lý cho các bác cái quả noa cặp noa nắc này, tổng cộng còn 2 cặp nhá. Em vẫn để ở dưới kho 1 cặp bởi vì hàng này thứ nhất là nó nặng, nó rất nặng, mới thứ hai là mùa này hơi ế thì thôi, thi thoảng xả hàng cho các bác tí, cũng nhân dịp cuối tháng xả hàng những cái hàng gọi là tồn đọng tí cho nó gọi là thay đổi không khí chút các bác ạ. Hiện tại những cặp này thì em đang bán là 12.500.000 một cặp, giá tại cửa hàng và trong chương trình thanh lý ngày hôm nay thì là các bác lấy hai đôi là 24 triệu, một đôi là 12 triệu các bác nhé. Em giảm được chút xíu thôi bởi vì loa này em cũng chỉ được cộng một chút xíu thôi chứ em không cộng nhiều đấy. Cái cặp loa này là thùng gỗ MDF bát 40 từ 19 con 16 và tép là từ 17 con 72 đấy, tép dây nhôm dẹt. Hiện tại em có hai cặp và đây một cặp này em đã sơn lại rồi, nhưng mà em vừa rồi là có bê để kê lại một số cái hàng hóa cho nó gọn gàng lại. Cũng như hôm trước em có thông báo với các bác là sắp tới thì em sẽ dọn lại cái sân này cho nó gọn gàng tí. Sắp tới về rất nhiều xúc em cũng quay qua cho các bác tí. Nhưng mà nói thật với các bác là nó quá là nặng. Nói thật cái chữ quá ít khi dùng lắm. Bây giờ phải tả nó rất là nặng, quá là nặng luôn. Bê không bê được nữa. Còn hai đôi thành lý nốt cho các bác. Hai đôi là 24 triệu, nếu như các bác lấy một phát hai đôi thì em sẽ tặng cho bác là tặng cho các bác nhá. 4 chiếc dây 12 mét một dây này, 4 chiếc cả dây cả rắc luôn. Tổng giá trị quà tặng là nhằng cả tiền triệu đây các bác ạ. Đấy. Em sẽ đóng bìa cho các bác xong là tặng luôn cho các bác cả dây nữa. Các bác về thích làm cho gì nào. Dây em mua đắt vết đấy. Đấy, thì mà cũng tặng luôn. Đấy. Nếu mà lấy một đôi là không có tặng đâu nhá. Một đôi không tặng đâu. Một đôi 12 triệu giá tại cửa hàng, chưa có phí ship, chưa có đóng bìa đâu. À đóng bìa thôi, hỗ trợ đóng bìa thôi. Đây là quả xúc kép cuối cùng này. Đấy. Rất nhiều những hàng sắp tới em sắp về thì này thông báo các bác là cứ quay qua cho các bác đã. Thông báo là thanh lý xả hàng. Chứ bây giờ em nói thật sau thì còn có người phụ giúp thì còn đỡ, cho bây giờ nào một mình nó khổ lắm các bác ạ. Một quả xúc kép này à, một quả loa nắc này bê, nếu mà có cân thì chắc có khi phải tầm 40-50 cân ấy. Một quả này rất là nặng. Đấy, ví dụ đẩy mà tầm 40 cân thì em bê thoải mái. Còn loa nó to, còn cồng cành lại nặng nữa, bê nó mệt lắm, tốn sức lắm. Nên là thanh lý cho các bác. Con này thì công suất là 8 ohm nha, 8 ohm là 500W. Ở đây em sẽ quay cái này. Đây, công suất giờ mét 500W này, 8 ohm này, 15 inch highway, nó nước speak. Đấy, hàng chính hãng của NAC Suno Tion. Đấy nha. Chính hãng của NAC Suno Tion. Sonic Suno Tion này. Dòng này thì không phải nghĩ rồi, đánh tiếng rất là ghê. Đấy, cứ đang quay thì có bác khách bác đến chơi thì em tiện đây thông báo luôn nhá, những cái gì còn cái thì em cũng xả hàng luôn trong cái video ngày hôm nay. Thì bây giờ nhá, những cái đơn nào của bác khách các bác đã chốt hết rồi này. Đẩy hôm trước thanh lý cái là đi sạch luôn. Bây giờ tổng cộng còn có một chiếc B3, một chiếc ACIF. Thế thôi, còn con xanh này thì đi cùng với xúc kép đây rồi. Đấy. Còn một con xanh này, ACIF xe 800. Một chiếc B3 nóp 2.4. Đẩy đánh xúc đi hàng hết rồi. Hết sạch. C20, C6 rồi là motor block xe 1500 đi bằng sạch rồi. Hiện tại cũng gần như là rất là vãn đồ rồi. Thì em có nói luôn các bác rồi. Đấy. Hiện tại có một số hàng em xả nhá. Xả này thì giá nó sẽ tốt hơn giá khuyến mại. Thì tiện đây còn mấy cái linh tinh em tính nốt vào. Như chiếc nâng tiếng của đồ em này, hôm trước em có báo các bác là 1.5 triệu. Thì bây giờ khuyến mại là 1.2 triệu. Đấy. 1.2 triệu nhá. Xả luôn. Con này thì là 1.8 triệu. Xả nhá, xả kho. Đấy, không có lãi luôn. Đấy, con ACIF này thì con này em trước đang bán là 5.8 triệu, bây giờ nó còn 5.5 triệu, em chỉ giảm được chút xíu thôi. Vẫn phải bảo hành cho các bác, xả kho nhưng cũng phải bảo hành. Bây giờ gửi vào cho các bác mà chẳng may nó nỗi nằm cái là gửi ra này em bảo hành này em nổ. Em nói luôn đấy, mỗi con đẩy hay là vang cơ, vang số hay nâng tiếng cái linh tinh em lãi chỉ một vài trăm thôi. Không có tham đâu các bác ạ. Để nâu thì thi thoảng cũng gọi là có cái đồ để thử, nhưng mà nhiều các bác cứ hỏi có thanh lý không thì có. Còn con này thì em nói thật các bác là về nó bị gãy chân đi ốt, đặt hàng lâu quá. Có khi hôm nào
bớt lại để làm đẩy đánh test thử thôi, chứ còn em không muốn bán. Còn ý thì cũng chẳng có bệnh tật gì đâu, nhưng mà không thích bán. Đấy, thì xả kho cho các bác nhé. QT RX602 này vẫn còn đây này. Đấy, bây giờ em đang dọn lại cửa hàng nên nó bày bừa một chút xíu. B3 thì em vẫn báo giá rồi nhé. Giá đấy là giá thanh lý xả kho rồi, còn cặp này thì thôi không kể nữa, các bác biết rồi, hàng nó có thế thôi, không kể nữa. Còn cặp đồng trục 30 của NAT, cái này thì hôm trước em có báo giá rồi còn gì nữa, 5.8 triệu đúng không ạ. Đấy, xả kho cho các bác nhé, NAT. Đấy, UK. Đấy, con này thì loa đồng trục, tiếng rất hay, tiếng nở nên rất là tốt, tiếng nở giải cao, tiếng rất là hay, không chê được cái gì. Bán cho bác ở trong làng xong bác đổi sang kia loa PS10, sau đó lại đổi tiếp một đôi B3 này nữa sang đôi PS10. Và có mấy con đẩy thì em đã cho đi rất nhanh rồi, đẩy thì em bán gần đây thôi, em không bán xa, bán gần đây cho anh em thợ thôi để anh em còn kiếm ăn. Đấy, thì trên đây là video tổng hợp những cái hàng em đang thanh lý và xả hàng trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Các bác quan tâm đến cái gì thì hẹn trực tiếp nhé, chủ yếu là hàng bãi. Còn xả hàng cái hàng mới thì các bác chờ còn lâu, bởi hàng mới của em vẫn bán đều. Em chưa áp dụng cái chương trình thanh lý, hãy hẹn các bác cứ từ từ thôi, được không ạ? Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Có gì hay em tiếp tục sẽ quay và review với toàn thể các bác, các bác nhé. Đấy, những cái sản phẩm nó chất lượng này thì rất ít khi em thanh lý xả kho, trừ những gọi là như cái đôi này nặng quá thì em xả thôi, còn những cái kia thì nhìn nó không được đẹp lắm cũng xả kho thôi. Đấy, chứ bây giờ bán cái đôi này đi là lại phải đi săn, đi tìm những cái đôi loại siêu loa đấy, to mồm đấy, để về ghép cùng với súp đơn và súp ghép. Hiện tại này em không bê được thôi, một mình không bê được thì em xả kho, em thanh lý cho các bác. Chứ còn sau này mà nên dây thì chắc chắn là không có xả đâu, dây ít khi xả lắm, trừ khi là nó lỗi lầm như nào đó thì em mới xả kho thôi, không ưng lắm thì mới xả, tính em nó cầu kỳ lắm. Ok, các bác xem theo dõi cũng như là có thể tìm hiểu thêm nhé. Những hàng em giới thiệu thì gần như là giá tốt nhất nhì rồi. Các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.